Chào mừng các bạn đã đến với channel làm đẹp ở Mỹ. Mình là Thắng. Hôm nay là ngày thứ sáu, ngày mùng 8 tháng 3 năm 2024. Trước hết là chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ cho tất cả các bạn nữ. Nếu mà các bạn có celebrate cái ngày quốc tế phụ nữ ngày mùng 8 tháng 3. Ngày hôm nay lại là một ngày rất là đỏ rực ở trên thị trường chứng khoán Mỹ. Tất cả các chỉ số lớn và các cổ phiếu của các công ty lớn đều sụt giảm ngày hôm nay cả. Và ngày hôm nay thì cũng có một cái bản báo cáo về thị trường lao động ở Mỹ. Nhìn về mặt khách quan á, thì bản báo cáo này có vẻ như là khá tích cực, khá là tốt. Nhưng mà chứng khoán Mỹ lại có một ngày rất là tồi tệ. Bởi vì mình nghĩ là những ngày vừa qua chứng khoán Mỹ đã tăng quá nhiều rồi. Cho nên ngày hôm nay nó giảm xuống cũng là một điều hợp lý. Sau rất là nhiều ngày tăng trưởng ở các cái mức kỷ lục khác nhau. Thì trong nội dung của ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ một vài các cái tin chính ở trên thị trường chứng khoán Mỹ. Mình sẽ chia sẻ về tình hình thị trường lao động ở Mỹ với cái bản báo cáo được công bố vào ngày hôm nay và các cái chỉ số chính trong cái bản báo cáo đấy. Tình hình chung của chứng khoán Mỹ. Trong đó mình sẽ đặc biệt nhấn mạnh vào cổ phiếu Nvidia, cổ phiếu Broadcom và một vài cổ phiếu các công ty liên quan đến AI nữa. Mình cũng thông báo về Bitcoin đã đạt được cái mức giá kỷ lục mới trên 70.000, mặc dù là ông trưởng bộ phận SEC, tức là trưởng cái ban quản lý cho tất cả các hoạt động trên thị trường chứng khoán Mỹ, đã có một cái phát biểu rất là đáng chú ý. Ông cho rằng tất cả các cái hoạt động của Bitcoin và trên cryptocurrency á, thì đầy rẫy sự lạm dụng và lừa đảo. Alright, trước khi mình đi vào phần chính của ngày hôm nay, nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem channel của mình, thì channel của mình tập trung vào ba chủ đề. Mình chia sẻ các mẹo tài chính để tăng thu nhập, để giảm chi phí, và đặc biệt là mình làm rất nhiều các cái video để hướng dẫn cho tất cả cộng đồng người Việt của mình ở trên toàn thế giới có thể đầu tư an toàn và dài hạn vào thị trường chứng khoán Mỹ. Bởi vì mình tin rằng chỉ có đầu tư an toàn và dài hạn vào thị trường chứng khoán Mỹ á, thì mới làm cho cộng đồng người Việt của mình có thể giàu hơn được, bởi vì mình có thể cho tiền của mình sinh sôi nảy nở ra được nhiều tiền hơn theo một cách an toàn nhất và lâu dài nhất. Nếu đó cũng là những cái chủ đề mà các bạn cũng quan tâm thì các bạn nhớ đăng ký kênh để mình có thể gặp nhau thường xuyên hơn nữa. Mình thường ra video một vào mỗi ngày. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Quay trở lại với là thị trường chứng khoán Mỹ ngày hôm nay, một ngày rất là đỏ rực luôn. Tất cả các cái chỉ số lớn trên thị trường chứng khoán Mỹ đều giảm và cổ phiếu của những cái công ty lớn như là Nvidia, Broadcom, SMCI tất cả đều giảm mạnh cả. Thì hôm nay mình sẽ bắt đầu với là cái bản tin chung của thị trường chứng khoán Mỹ. Ở đây các bạn thấy á, là chỉ số S&P 500 á, đã giảm 0,7%. Bạn nhớ rằng ngày hôm qua là chỉ số S&P 500 tăng được 1%, thì ngày hôm nay nó đã giảm đi 0,7%. Chỉ số Dow Jones á, thì cũng giảm 0,2%. Ngày hôm qua chỉ số này cũng tăng 1%, thì bây giờ nó lại giảm 0,2%. Chỉ số Nasdaq ngày hôm qua tăng 1,7% thì hôm nay là giảm 1,2%, cho nên tất cả các cái chỉ số lớn đều giảm ngày hôm nay. Đặc biệt trong đó là cái cổ phiếu của cái công ty hot nhất hiện giờ ở trên thị trường chứng khoán Mỹ ngày hôm nay đã giảm 5%. Một điều rất là ngạc nhiên á, là vào những giờ đầu mở cửa thì Nvidia đã tăng khoảng 6% hoặc là 5%, nhưng mà đến cuối ngày thì nó lại quay lại giảm khoảng 5%. Và đây là cái mức giảm cao nhất cho cái cổ phiếu Nvidia trong một cái khoảng thời gian vừa qua. Bởi vì các bạn thấy trong cái khoảng thời gian vừa qua thì cổ phiếu này liên tục tăng trưởng và tăng trưởng đến cái mức rất là kinh ngạc. Có những dự báo đã cho rằng á, là Nvidia sắp sửa trở thành công ty lớn thứ hai trên toàn thị trường chứng khoán Mỹ, vượt qua Apple và chỉ đứng sau Microsoft thôi. Nhưng mà với tình hình giảm ngày hôm nay và không biết những tuần sau thì như thế nào, nhưng mà nếu nó tiếp tục giảm giống như ngày hôm nay thì chắc nó sẽ không có vượt qua được Apple. Các bạn có nghĩ Nvidia sẽ tiếp tục giảm không? Bởi vì những cái tin tức, những cái diễn biến ở trên thị trường chứng khoán Mỹ ngày hôm nay á, rất là khó giải thích được là vì sao nó lại giảm. Bởi vì là cái thông tin về thị trường lao động của Mỹ có vẻ khá là tích cực. Chút xíu nữa mình sẽ đi vào cụ thể cái phần thông tin của thị trường chứng khoán Mỹ. Và không có cái thông tin gì liên quan đến Nvidia cũng như là cả cái công ty về AI cả. Cho nên là rất là ngạc nhiên khi thấy chỉ số này thì phải Nvidia giảm một mức khá là cao. Nhiều người cho rằng á, là cái mức giảm này là bởi vì tất cả những cái người mà day trader và tất cả những cái người mà đầu tức là mua cổ phiếu Nvidia để hưởng lợi ngắn hạn
Thì đợt vừa qua Nvidia tăng trưởng rất là tốt, cho nên là ngày ngày hôm nay là ngày mà người ta bán bán rất là nhiều Nvidia để lấy tiền lời, và khi lại tất nhiên là cái nguồn cung cao hơn cái nguồn cầu thì việc tất yếu sẽ phải xảy ra, đó là giá phải giảm. Thì trước khi mình đi vào chi tiết của Nvidia, Broadcom và một số công ty cổ phiếu công nghệ khác, thì hôm nay cái tin chính của ngày hôm nay là cái bản báo cáo lao động của thị trường của nền kinh tế vừa được công bố. Thì cái bản báo cáo này nhìn về mặt trực quan, về mặt khách quan á, thì nó khá là tốt. Thị trường nền kinh tế Mỹ trong tháng 2 đã tạo ra được 275.000 công ăn việc làm, trong khi các nhà kinh tế học thì mong đợi là mức 200.000 công ăn việc làm, thì chứng tỏ là nền kinh tế Mỹ tạo ra được nhiều việc làm hơn so với cái sự mong đợi của các nhà kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, cái mức độ thất nghiệp thì lại tăng lên ở và đã tăng lên được đến 3,9%. Tháng trước thì mức độ thất nghiệp chỉ 3,7%, và các nhà kinh tế đến ngày hôm qua thì vẫn mong đợi là cái mức thất nghiệp vẫn giữ nguyên ở 3,7%. Nhưng mà mức độ thất nghiệp của người Mỹ đã tăng lên đến 3,9%, một cái sự, và đây là cái mức thất nghiệp tăng cao nhất ở nước Mỹ trong 2 năm vừa qua. Mặc dù là nó 3,9% và mức cao nhất trong 2 năm vừa qua, nhưng các bạn vẫn nhớ rằng đây vẫn là mức thấp hơn mức bình thường, bởi vì mức bình thường á, là nó khoảng 4%. Cùng lúc đó là cái chỉ số lương bổng ở trên nền kinh tế Mỹ, lương bổng của tháng 2 vừa rồi thì lại tăng lên chỉ 0,1% so với tháng 1, thì đó là cái mức tăng trưởng rất là tốt, bởi vì các bạn biết á, là cái nếu mà lương tăng nhiều hơn, tăng nhanh hơn thì chuyện đó nó cũng sẽ ảnh hưởng đến lạm phát. Nếu như mà cái tiền lương trung bình tăng thì ở đây cái tiền lương trung bình nó chỉ tăng 0,1% so với là cái trước đây là nó tăng đến 0,4%. Cho nên là tất cả các cái chỉ số đó làm cho người ta tin rằng á, là thì Ngân hàng Dự trữ Trung ương sớm muộn gì cũng sẽ giảm lãi suất, và hiện giờ thì người ta đang mong đợi là Ngân hàng Dự trữ Trung ương sẽ giảm lãi suất vào khoảng tháng 6. Mình phân tích một chút là bởi vì sao những số liệu như vậy làm cho người ta tự tin hơn nữa là Ngân hàng Dự trữ Trung ương chắc chắn sẽ phải giảm lãi suất. Có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất á, là nền kinh tế Mỹ vẫn tạo ra được các cái công ăn việc làm, thì đó là cái chuyện rất là tốt, bởi vì các bạn nhớ rằng á, là Ngân hàng Dự trữ Trung ương nó có hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là kiềm giữ lạm phát ở mức 2%, và mục tiêu thứ hai á, là mức độ thất nghiệp khoảng 4%. Thì cái vấn đề mà nền kinh tế Mỹ vẫn tạo ra rất là nhiều công ăn việc làm là một cái yếu tố rất là tích cực, có nghĩa rằng là cái mức thất nghiệp nó sẽ không tăng lên nhanh được, bởi vì nếu bạn người đang muốn bạn đang độ tuổi làm việc mà bạn muốn làm việc thì sẽ có các cái công việc đó đang được tuyển dụng, cho nên là đó là một cái con số rất là tích cực. Cái thứ hai á, là mức thất nghiệp nó tăng lên 3,7%, tăng lên 3,9% cũng là một cái tin rất là tốt lành, bởi vì thất nghiệp nó tăng lên như vậy có nghĩa rằng thị trường lao động ở Mỹ không quá nóng. Nếu như mà thị trường lao động ở Mỹ quá nóng thì các nhà tuyển dụng sẽ phải chịu áp lực tăng lương lên để có thể tuyển được người, để có thể tuyển được người làm. Nhưng mà khi cái mức thất nghiệp tăng lên 3,9% như vậy thì chứng tỏ là cái thị trường lao động không quá nóng. Mà khi mà thị trường lao động không có quá nóng thì các nhà tuyển dụng không cần phải tăng lương vẫn có thể tuyển được người làm, bởi vì những người thất nghiệp này họ sẽ muốn có được việc làm. Và nếu mà các công ty và các nhà tuyển dụng không phải tăng lương thì là nó sẽ không tạo áp lực trên giá cả và trên các cái chi phí sản xuất. Và kết quả là chỉ là giá cả của các hàng hóa, và nếu như mà nó không tạo áp lực trên giá cả thì giá cả nó sẽ không tăng, mà giá cả không tăng thì lạm phát nó cũng sẽ bị kiềm giữ một cách hiệu quả. Thì cả hai cái con số này đều rất là tích cực. Cái con số thứ ba cũng rất là tích cực, đó là cái mức tăng lương hàng tháng. Nó bây giờ nó chỉ 0,1% thôi, lương vẫn tăng nhưng mà không tăng nhiều lắm. Người ta cũng có thể mong đợi là tăng trên dưới từ 0,1 cho tới 0,4%. Và cái mức tăng 0,1% này đã giảm so với cái mức trước đây là 0,4%. Thì các bạn thấy tất cả các cái yếu tố này có vẻ như là đang muốn nói về Ngân hàng Dự trữ Trung ương á, là nền kinh tế vẫn tốt, mức thất nghiệp vẫn tốt, và áp lực giá cả, áp lực lạm phát cũng rất là tốt. Thì nó sẽ làm cho Ngân hàng Dự trữ Trung ương được khuyến khích là họ sẽ có khả năng họ sẽ cảm thấy tự tin hơn để họ bắt đầu giảm lãi suất. Thì tất cả các cái những cái con số này về nền kinh tế Mỹ nó rất là tốt cho ngày hôm nay,
Nhưng mà tại sao thì là các cổ các kỳ chỉ số chính ở Mỹ nó lại giảm từ S&P cho đến là Nasdaq cho đến Dow Jones, tất cả đều giảm cả ở những cái mức độ khác nhau. Và thật ra cái mức giảm đó là cũng khá cao chứ không phải là thấp. Nasdaq thì giảm đến 0,12% và S&P 500 thì giảm đến 0,7%. Nếu mình nhớ không nhầm 0,7% và Dow Jones cũng giảm đến 0,2%. Thì tất cả các cái số đó đều nó mình không nghĩ là nó đến từ cái bản báo cáo của tình hình lao động ở Mỹ, mà mình nghĩ là nó đến từ cái sự ảnh hưởng của cái công ty Nvidia này. Công ty Nvidia này ngày hôm nay nó đã giảm 0,5%. À, nó đã giảm 5% và đây là mức giảm trong một ngày cao nhất. Các bạn thấy đây là một cái đường đường thẳng lùi đi xuống rất là sâu, rất là steep. Nó đi từ cái mức 900 970 đồng xuống còn có 874 đồng, mức giảm 5%. Và từ sau những ngày liên tục 6 ngày liên tục vừa rồi là Nvidia đều tăng giá và nó đã tăng 19% trong 6 ngày vừa rồi và đến ngày hôm nay thì nó giảm 5%. Thì người ta đã có những kỳ người ta có những cái giả thuyết là vì sao cái cổ phiếu Nvidia lại giảm trong ngày hôm nay. Thì trong tất cả các kỳ lý thuyết mà người ta đưa ra để giải thích cho cái cổ phiếu này giảm, thì cái lý do mà mình cảm thấy là khá được chấp nhận á, là bởi vì sau 6 ngày giá của nó tăng đến 19% như vậy, thì hầu hết những cái người mà mua Nvidia vào lúc này á là những người mà muốn hưởng lợi từ cái việc tăng trưởng của nó. Và khi mà mình mua cả cái cổ phiếu lẻ như thế này thì không ai nghĩ là sẽ giữ cả cái cổ phiếu này trong một cái thời gian rất là dài, 10 năm, 20 năm, 30 năm, giống như là mình mua cả cái quỹ đầu tư. Cho nên những cái người day trader và những cái người mà đầu tư ngắn hạn để có lợi nhuận á, thì sau 6 ngày mà tăng được 19% rồi và trước đó từ đầu năm đến giờ thì đã tăng được 78 80% rồi, thì ngày hôm nay là cái ngày mà rất nhiều người giữ cổ phiếu Nvidia bán tháo để lấy tiền lời, để chốt lời, nói như là ngôn ngữ của cộng đồng của mình. Thì cái số lượng Nvidia bán ra ngày hôm nay tăng rất là nhiều, cho nên việc đó mà nguồn cung tăng mà nguồn cầu không tăng kịp như vậy thì dẫn đến cái việc giảm giá là chuyện cũng khá bình thường. Thì đó là cái câu trả lời cho cái câu giải thích cho Nvidia. Mà Nvidia là một cái công ty dẫn đầu trong tất cả các cái xu hướng AI hiện giờ. Khi mà Nvidia giảm giá như vậy thì những cái cổ phiếu liên quan đến AI cũng giảm giá theo. Và cụ thể là Broadcom thì cũng giảm giá ngày hôm nay, nhưng mà các bạn biết Broadcom là báo cáo doanh thu và lợi nhuận của ngày hôm qua, và mặc dù người Broadcom thì đạt được cả doanh thu lẫn lợi nhuận của cả công ty, nhưng mà ngày hôm nay cái bài phân tích này để chỉ rõ ra rằng á, là vì sao ngày hôm nay Broadcom lại giảm đến 7%, là bởi vì trong tất cả các cái business, các cái division của Broadcom á, thì nó có một cái division là bán cả cái con chip này. Thì mặc dù là tổng công ty thì vẫn đạt được doanh thu, nhưng mà cái bộ phận mà bán chip á, thì không có đạt được doanh thu. Ở đây người ta nói là a disappointing revenue from its semiconductor business, và cái semiconductor business này là bán cả cái con chip này. Mặc dù những cái con chip mà Broadcom bán á, nó không có cạnh tranh với những cái con chip của Nvidia hay là AMD, bởi vì cả cái con chip của Nvidia và AMD á, thì là nó rất là cao cấp và nó chuyên phục vụ cho những cái thị trường AI, trong khi những cái con chip từ Broadcom á, thì nó đa dạng hơn, nó bán cả cái con chip này cho Apple, cho Google, trong cả cái điện thoại di động của Apple và Google, vân vân. Nhưng mà cái doanh số bán hàng từ cái ngành semiconductor này của công ty á, thì không đạt được những cái mong đợi từ thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán á, thì là mong đợi là 7,7 tỷ đô, trong khi á, là doanh số từ cái bộ phận này chỉ 7,39 tỷ mà thôi, thấp hơn khá là nhiều, thấp hơn khoảng 5% so với là cái mức mong đợi là 7,7 tỷ đô. Tuy nhiên á, cái lợi thế của Broadcom thì nằm vào cả cái networking tool của nó để kết nối giữa cả cái supercomputer và cả cái super data center. Thì cái sản phẩm đó thì nó rất là unique với là Broadcom, và sản phẩm đó nó lại đạt được doanh thu và đạt được lợi nhuận, và có nhiều khi là doanh thu cao hơn và lợi nhuận cao hơn nữa.
cũng như là những cái software của Broadcom thì đạt được, nhưng mà cái vấn đề mà nó bị giảm giá ngày hôm nay đến 7% á là do cái doanh thu từ cái business semiconductor, tức là bán cả cái công suất của nó không đạt được mức theo mức mong đợi của các chuyên gia trên thị trường chứng khoán. Và khi mà Broadcom này nó giảm giá 7%, Nvidia giảm 5%, thì tất cả những cái cổ phiếu lớn về về AI cũng đều đồng loạt giảm giá. Thì các bạn thấy ở đây là Super Micro Computer ngày hôm nay cũng giảm 1,7%, mức giảm cũng không lớn lắm nhưng mà cũng cũng khá cũng là một cái mức giảm. Ví dụ cổ phiếu Arm Holding là một trong những cái cổ phiếu mà gần đây mình cũng rất là thích thì giảm cũng gần đến 7%, giống như là Broadcom. Rồi Taiwan Semiconductor, thì Taiwan Semiconductor nó cũng là một cái cổ phiếu rất là lớn ở trong cái mảng AI này. Ngày hôm nay nó cũng giảm 1,9%, gần 2%. Thì các bạn thấy á, là thị trường chứng khoán Mỹ nó đang đi theo một cái dây chuyền như thế này. Khi mà các cái cổ phiếu lớn trong lĩnh vực AI đều giảm giá thì nó cũng kéo theo là các cái chỉ số như là S&P 500 và Nasdaq cũng giảm giá. Bởi vì các cái cổ phiếu S&P 500 và Nasdaq á, nó có rất là nhiều các cái công ty chuyên về AI này, bởi vì các cái công ty này nó có kích cỡ rất là lớn ở trên thị trường chứng khoán, cho nên nó là một cái phản ứng dây chuyền. Cho nên mình nghĩ giá cổ phiếu S&P 500 và Nasdaq và Dow Jones giảm ngày hôm nay không phải là vì cái bản báo cáo thị trường lao động, bởi vì mình nghĩ cái bản báo cáo thị trường lao động thì rất là tốt và nó confirm lại là nó khẳng định lại á, là cái mức lương lao động nó bắt đầu hạ nhiệt, thị trường lao động nó cũng bắt đầu hạ nhiệt rất là nhiều, người mức độ thất nghiệp đã tăng lên một chút, thì tất cả các cái yếu tố đó đều có khả năng là sẽ khuyến khích ngân hàng dự trữ trung ương sẽ giảm lãi suất. Nhưng mà các cái chỉ số S&P 500 và Nasdaq giảm giá ngày hôm nay là do bị kéo theo khi mà các cái công ty trong cái hệ thống AI như là Nvidia, Broadcom, SMCI tất cả đều giảm giá khá mạnh ngày hôm nay. Thì đó là những cái thông tin liên quan đến các cái cổ phiếu AI và thị trường chứng khoán Mỹ của ngày hôm nay. Bây giờ mình muốn chia sẻ thêm một chút về tình hình của Bitcoin. Thì Bitcoin á, các bạn thấy ở đây là cái bài này là cái tiêu đề của cái bài này thì rất là bắt mắt, và ông Gensler này là ông chair, tức là ông chủ tịch của cái ủy ban SEC, tức là cái ủy ban mà quản lý và giám sát tất cả các cái hoạt động trên thị trường chứng khoán Mỹ để đảm bảo mọi hoạt động ở trên thị trường chứng khoán Mỹ thì được compliant và được bảo vệ nhà đầu tư nhỏ lẻ như là tụi mình. Thì ông này ngày hôm nay phát biểu á, là crypto nói chung chứ không phải là chỉ Bitcoin, crypto là các cái đồng tiền ảo này, các cái đồng tiền digital này, nó tràn đầy cả những cái sự lạm dụng và lừa đảo. Và khi ông phát biểu như vậy á, thì cái Bitcoin ngày hôm nay cũng đạt được cái kỷ lục cao nhất trong tất cả mọi thời đại, kể cả trước đây, trước khi mà nó đi vào cái mùa đông crypto window. Thì các bạn thấy ở đây á, là Bitcoin ngày hôm nay có lúc là nó đã đưa lên được cái nó đã cao lên được là hơn 70.000 đồng một coin. Các bạn thấy ở đây này là cổ giá của Bitcoin á, thì đã tăng hơn có lúc thì đã tăng hơn được lên 70.000 đồng, nhưng mà đến cuối ngày á, thì nó đang đóng cửa ở giá 68.184 đồng, cũng là một cái mức rất là cao. Và ở đây thì các bạn thấy á, là Bitcoin từ đầu năm đến giờ đã tăng 66%, trong khi Ethereum là tăng 54% thôi. Và nhưng mình đã nói nhiều lần á, là mình giữ cổ phiếu Ethereum chứ không phải mình không có Bitcoin, thì mình cũng được hưởng lợi rất là nhiều từ cái sự tăng trưởng của Ethereum từ đầu năm đến bây giờ. Và người ta giải thích một trong những cái lý do mà Bitcoin nó tăng từ đầu năm đến giờ là do là 11 10 12 cái Bitcoin ETF được approve và được bắt đầu đưa vào giao dịch ở những cái công ty rất là lớn, including là Fidelity và các cái công ty quản lý đầu tư khác.
mà rất là lớn ở trên nước Mỹ. Và khi 12 cái ETF đó nó được đưa vào giao dịch thì những cái công ty như là Fidelity, tức là các cái công ty quản lý các cái ETF này, họ phải mua Bitcoin trước khi họ bán các trước khi họ bán các cái ETF đó. Các bạn nhớ là mình giải thích rất là nhiều lần cái cách mà các cái quỹ ETF này nó hoạt động á, là ví dụ như cái quỹ VOO là S&P 500, mình mua một cổ phiếu của VOO thì mình sở hữu cái cổ phiếu VOO đó thì cũng giống như là mình sở hữu cổ phiếu của 500 công ty lớn nhất trên toàn nước Mỹ. Bản thân mình á, thì không sở hữu cổ phiếu của 500 công ty trên toàn nước Mỹ, nhưng mà Vanguard khi nó bán cho mình một cái cổ phiếu VOO thì nó cũng phải đảm bảo là nó đi mua cổ phiếu của 500 công ty đó để tương đương với là một cái cổ phiếu của mình. Thì ví dụ Vanguard mà bán được 1.000 cổ phiếu VOO thì nó phải tính ra 1.000 cổ phiếu của VOO thì tương đương với là bao nhiêu cổ phiếu của Microsoft, của Apple, của Nvidia, của Tesla, của Amazon, của Facebook. Tất cả nó phải chuyển ra cả cái số của cả cái số cổ phiếu của các công ty nằm trong cái hệ thống S&P 500 đó, và sau đó thì nó phải đi mua cổ phiếu của những cái công ty đó để nó đảm bảo rằng á là cái khi mà mình nắm giữ 10 cổ phiếu hay là 100 cổ phiếu VOO thì mình cũng sẽ có số lượng cổ phiếu của những cái công ty trong S&P 500 tương đương với là 100 cổ phiếu VOO của mình. Thì khi mà 12 cái quỹ ETF của Bitcoin này nó được đưa vào giao dịch thì những nhà đầu tư ở các cái công ty này bắt đầu mua các cái quỹ Bitcoin này. Nhưng mà khi Fidelity bán cái quỹ Bitcoin này cho một cái nhà đầu tư bất kỳ nào đó thì nó cũng phải đi mua cái tài sản, nó cũng phải đi mua cái Bitcoin ở bên ngoài để đảm bảo rằng á, là nó có cái tài sản đó trước khi nó bán tiếp cho những cái Bitcoin ETF. Thì bởi vì nó có đến 12 quỹ đang giao dịch cho cái đồng Bitcoin này thì cả cái quỹ này, cả cái công ty này phải mua một cái lượng Bitcoin trước khi họ bán những cái ETF của họ cho nhà đầu tư bình thường. Cho nên nó làm nhu cầu của nó làm cho demand của Bitcoin tăng lên. Mà các bạn biết rồi, Bitcoin thì nó không có phải là tăng supply lúc nào cũng được. Supply của nó là hạn chế, chỉ có 20 mấy triệu coin thôi. Cho nên là khi nào mà demand tăng lên rất như vậy thì là giá Bitcoin nó cũng sẽ tăng tương tự. Trong cái bài này á, thì là có hai chuyện mà mình thấy mình rất là muốn chia sẻ. Chuyện thứ nhất á là cái phát biểu của ông này về thị trường về về Bitcoin và những cái đồng crypto nói chung. Ông này là ông chủ tịch của cái ủy ban SEC này, tức là cái ủy ban quản giám sát và quản lý tất cả các hoạt động trên thị trường chứng khoán Mỹ. Và khi mà nói đến các cái khi mà nói đến giá của Bitcoin thì ông nói á là Bitcoin á là highly speculative và volatile underlying assets, tức là nó cực kỳ cái tính đầu cơ cực kỳ cao và nó cũng là cực kỳ biến động, thay đổi từ ngày này qua ngày khác, không biết bao nhiêu mà là lường được. Cho nên là người nào đầu tư vào cái Bitcoin này thì phải cực kỳ cẩn thận. Thì đó là cái tin đầu tiên mà mình thấy là nếu mà các bạn có chơi, có mua crypto và Bitcoin thì các bạn phải nhớ cái điều này. Ví dụ bạn bỏ ra 10.000 để mua crypto và mua Bitcoin thì bạn phải bỏ ra 10.000 đó theo một cái tư tưởng á, nếu như mà có chuyện gì xảy ra, mất giá của kỳ Bitcoin và của crypto bạn mua giảm xuống còn zero, bạn mất trắng 10.000 đô thì cũng chịu được. Chứ khi mà bạn đầu tư vào các cái tài sản rủi ro này rồi ấy, bạn phải nghĩ đến cái viễn cảnh là bạn sẽ mất hết, và bạn cũng ok khi mà bạn mất hết thì bạn mới đầu tư. Còn nếu mà bạn mất hết á mà bạn không có tiền để chi tiêu, hoặc là tiền hú của bạn sẽ không có, thì đừng có chơi Bitcoin và chơi những cái crypto này, nó rất là speculative và rất là volatile. Thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, lúc nãy mình giải thích đó là 12 cái quỹ ETF của Bitcoin đã được approve và bắt đầu đưa vào giao dịch. Và cái này nó tạo ra một cái demand rất là lớn cho cả cái Bitcoin này, cũng như là nó đẩy luôn cái thị trường crypto đi lên. Thì hiện giờ á, thì các công ty quản lý quỹ và các công ty quản lý đầu tư đang làm đề đơn để xin SEC, là cái quỹ ban này, được approve cho họ tạo ra những cái ETF cho Ethereum nữa. Và đó là một cái tin rất là tốt lành đối với mình, là những người giữ Ethereum. Bởi vì bây giờ Ethereum nó chưa có ETF mà nó cũng đã tăng được 57% từ đầu năm đến bây giờ rồi. Nếu như mà nó được approve 10-15 cái ETF
cho Ethereum nữa thì giá Ethereum nó cũng cao tăng lên nữa, thì đó là cái tin rất là tốt lành. Mình hy vọng là SEC cũng sẽ approve những cái Ethereum ETF giống như họ approve Bitcoin ETF vậy. Một lần nữa, nếu mà các bạn chơi crypto và chơi và mua cả cái cổ phiếu, mua cả cái Bitcoin và Ethereum này, thì các bạn phải nhớ rằng á, thị trường crypto là đầy rẫy sự lạm dụng và những cái lừa đảo. Và đây là phát biểu của một ông chủ tịch của Ủy ban SEC, là cái ủy ban quản lý tất cả các hoạt động và giám sát tất cả các hành động trên thị trường chứng khoán Mỹ. Cho nên các bạn phải nhớ cái câu của ông này nói mà khi các bạn muốn đầu tư vào Bitcoin và những cái crypto. Alright, mình đã chia sẻ được những cái mẫu tin chính, những cái phát triển chính ở trên thị trường chứng khoán Mỹ ngày hôm nay. Nếu mà các bạn có câu hỏi gì hoặc là có những cái comment gì về những cái tin này thì các bạn ghi vào một comment giúp cho mình. Và nếu các bạn thích cái video này thì cho mình một nút like. Và nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì nhớ bấm nút đăng ký kênh để mình có thể gặp nhau thường xuyên hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn cho cái video tiếp theo. Chào tạm biệt. Bye bye.